để chơi gì á? Ti là đây mẹ bé. Chơi gì? À, chơi đứng gì hả? Cho hai đứa ăn nha. Dạ ăn. Ăn ngon. Tăng mắt, mẹ tăng mắt, tăng mắt. Con thử bóc hả? Thế là con bóc con bỏ vỏ vào đây nha. Để mẹ bóc cho em Titi, đây của con đây. À, con lấy quả khác hả? Thế này hả? Nóng ấy. Rồi. Titi ngồi chờ mẹ bóc cho nha. Đây, tí đây. Ngon không? Giờ bóc được không? Mẹ bóc cho. Bẻ đôi ra bóc cho nó dễ chứ. Ngon không Titi? Em gấu bóc chậm hơn cả mẹ cả Titi nha. Ăn của mẹ không? À, ăn của con bên này. Bên này rồi, ăn nữa. Chỗ này nữa. Mẹ Titi, mời mẹ con. Mẹ mời con, mẹ mời Titi. Con bóc cũng. Ngừng không rồi. Con bẻ đôi là con bóc dễ. Đưa mẹ bẻ cho. Bẻ đôi bóc con bóc luôn. Đây. À, ngon chưa? Đây nè, con bóc cái này hả? Này ngon này Titi. Của em đọc trọng không bác? Ăn đi. Nóng hả? Rồi, ngoại rồi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Con ăn cái này dễ ăn này, đỡ bột hơn. Nè, mẹ để đây nhá. Thế con đút cho Titi ăn đi. Bé nhỏ đó, con bé nhỏ đó em ăn dễ. U dụ. Con ăn nữa không? Con đi lại lấy nước cho Titi với con uống đi. Đi uống nước không? Titi hả? Nhà con để lên bàn đó. Con để lên bàn em uống này, ngồi gần lại bàn này. Mời xịt vào. Rồi. Con này sao uống được? Bưng ra đây. Rồi ăn qua nữa không?
Tiêu vẫn được không? Ừ.